CBR mãi mua cả 100 triệu giờ vẫn hư như thường nha. Kêu xào do để canh cò, canh đồng tiền hay là bị trật mắt gì đó, kêu tiếng này rất là lạ ha. Rồi chiếc này làm cực công, là một chiếc này chắc bằng 3 chiếc winner. Trước là có làm một lần rồi, tháo ra cũng hết vàng áo rồi, hết cả búi rồi. Rồi sau 1 tháng thì cũng tháo ra được nha, tháo cũng ra hết cái phần bình xăng, là tháo lộ cái đầu này, giờ canh hơi bị cực luôn, thì cái xe cũng bị lột ecco tiếp luôn nha. Xe cả 100 triệu nhưng mà ecco vẫn lột như thường nha. Đấy anh em thấy rõ chưa, ecco này lột này, đấy nhập từ Thái về nha, xe này nhập bên Thái Lan về đó, hàng cũng xịn sò lắm mà, nó không anh em thấy không, nó bị lột này. Rồi mình sẽ thay, tiếp tục thay cái ecco code tương đối là ok. Bên mình hồi trước giờ thay cái loại này xài rất là ngon lành nha. Ecco zin nhiều khi ra mua mà nó dính trúng cái ecco mà lột như này nữa cũng như thua. Rồi giờ thì tiến hành canh đồng tiền nha, canh đồng tiền xong rồi gác lên lại. Phải nói con xe này tháo cực kỳ cực luôn, cực rất là cực ha. Làm một chiếc này bằng làm 3 chiếc winner á, thì riêng cái phần mà đã rẻ nó rút ra không là mất hết mấy tiếng đồng hồ đã rút cái đầu ra đâu, mà trong khi là cái miếng này nó che lại nữa à, đúng là thiệt. Miếng này che nữa mà canh đồng tiền giờ bắt đầu canh cam nó khó nè, giống như là bị mình phải nhìn xéo một bên nên nhiều khi nó bị lệch lạc á, nó rất là khó nha, rất là cực, rất là kỳ công. Đấy, ông nội hãng làm ác thiệt chứ thôi, rồi cắt máy biết lý canh được cứ nhiều chút xíu rồi. Canh đồng tiền không ráp lại anh đồ máy nữa là ok ha. Rồi chào anh em đã quay lại, thì chiếc CB 150R này mình đã khắc phục xong cái tiếng kêu của nó, thì nó bị lột ecco nha. Rồi canh đồng tiền lại, mình thay một cái ecco code mình canh đồng tiền lại, giờ máy cực kỳ ngon lành luôn. Ru kéo ga thoải mái luôn, ngon lành. Thì mới đầu là chủ xe thấy ngon lành, tự tin kéo búa cái kiểu ha. Rồi ok ngon lành, vaccine đồ xe này đã lắm, xe này công nghệ đầy bay mình luôn. Rồi tắt. Rồi thì mới đầu rồi cái tiếng kêu của nó là anh chủ xe này tưởng đâu là cái tăng cam, thì mình có thay cái tăng cam để leo nhưng không hết nha. Thì mình nói nãy là ok tháo ra kiểm tra xem phần ecco với cái sân cam nó có trật mắt hay là cái lỗi gì đó, chứ còn mà nếu mà thay tăng cam không hết thì nó sẽ không hết được ha. Đó thì cái con này rất là cực nha, tháo hết cái bình xăng ra, tháo hết toàn bộ hết, nói chung là riêng mà đã làm con này không phải mất hơn nửa ngày nha. Một mình làm một chiếc này bằng làm 3-4 chiếc winner nha anh em. Đó thì cái phần nói chung là cái sườn của nó bao hết cái phần đầu luôn, canh cực kỳ khó luôn, không canh cái tầm cam, canh góc cam cũng khó nữa đó. Đó thì nói chung là Honda sao người ta không làm mấy cái lỗ để chỗ đây như giống chỗ đây này, đỡ mình nhìn vào mình thấy đúng không, mình canh cái góc cam cho nó dễ. Còn đây là nó che mít luôn đó, nên là rất là khó khăn ha. Rồi thì bây giờ canh xong rồi cũng ngon lành rồi, bây giờ mình sẽ chuẩn bị thay một chai nước mát mới, tại vì nước mát này chủ xe đi nước mát rất là lạ nên là mình cũng có hàng, nên là mình sẽ thay một cái chai nước mát mới ha. Liqui Muli thì anh em cứ xài cái loại đó là ok, vừa mát vừa chất lượng mà đi đâu cũng có hàng ha. Rồi ngon lành đó, nổ máy ok, kéo bao kéo luôn, kéo nẹt các kiểu luôn, ngon lành ha, ngon lành cành đào. Thì đó thì cái lỗi xe hàng trăm triệu, xe cả 100 triệu mà nó vẫn bị lỗi co như thường nha, không có vấn đề gì cả. Nhiều khi cái lô hàng nó bị lỗi thì chấp nhận thôi ha, thì mình thay thớ bảo dưỡng thôi là chuyện bình thường. Rồi thì anh em nào có nhu cầu mà bị cái lỗi mà những cái dòng Honda Winner, Sonic, Raider hoặc là Edge bị lỗi máy lột lốp, Winner, Sonic lột lốp á, thì anh em cứ Zalo cho mình số điện thoại trên màn hình luôn, Zalo màn hình, số điện thoại Zalo màn hình á, rồi địa chỉ trên đó luôn, anh em nào cần thì cứ nhắn tin cho mình, rồi hoặc là chạy tới tiệm luôn, mình kiểm tra rồi báo giá ok, làm không thì thôi nha. Rồi chào anh em, xe này chắc rất là đã nha, về lắm. Với một thân xác mới cục máy, với một cục máy nhỏ mà thân xác nó rất là nặng nề, thì nó không phải là nó không có mạnh nha, con này rất là yếu. Đây nhông sinh cái dĩa xe ô tai rất là lớn luôn, bánh thì bánh chà bá,
140 rồi bãi. Ui rồi, nói chung là con này rất là yếu nha.